Phần số 14, những bí mật tâm linh bởi Robert ATSUSHI, bài số 1. Phần số 14, những bí mật tâm linh bởi Robert ATSUSHI, bài số 1. Lời chứng của một mục vụ siêu nhiên với cuộc chiến tâm linh. Vào tháng 10 năm 2018, tôi đã thực hiện một số chuyến đi đến các quốc gia xa xôi. Tôi không nổi tiếng, không có tài khoản Facebook, không có Instagram hay bất kỳ trang nào trên Internet nhưng tôi sẽ kể lại trải nghiệm của mình nếu bạn tin bạn sẽ nhận được chiến thắng nhưng nếu bạn nghi ngờ bạn sẽ đánh mất cơ hội trưởng thành về mặt tâm linh thông qua những tầm nhìn này tiếng lạ tiếng mới của thánh linh thật và giả tôi đã cầu nguyện bằng những thứ tiếng lạ cho ma quỷ không hiểu kế hoạch của tôi là gì người duy nhất biết tôi đang nói gì là vợ tôi cô nhận được năng khiếu giải thích ngôn ngữ tôi bảo cô ấy đừng thông dịch những tiếng lạ khi tôi đang cầu nguyện để ma quỷ không hiểu khi tôi đang đi bộ dọc theo đường phố tôi không thể cầu nguyện như nhiều người đang đi bộ tôi cầu nguyện thầm lặng trong suy nghĩ nói với chúa bằng trái tim tôi được kết nối về mặt tâm linh với chúa thánh linh và những con quỷ theo dõi muốn biết tôi đang nói gì với chúa tôi cầu nguyện từ sâu thẳm tâm hồn xuất phát từ bên trong tôi và ma quỷ không biết tôi đang nói gì họ cố gắng thăm dò con người bên trong của tôi nhưng họ không thể vì họ không có cái nhìn tâm linh về con người bên trong của tôi tôi đã có một bức màn tâm linh giống như một bức màn che bản thể bên trong của tôi những con quỷ không thể nhìn thấy bên trong tôi để thăm dò một người chẳng bao lâu đã đi ngang qua tôi người mà sự hiện diện của ông tỏa ra sự sức giàu và quyền năng mà tôi không đáng quay lại để nhìn thấy mặt người một giọng nói vang lên nếu bạn nhìn bạn sẽ bị mù vì ta ở trong sự huy hoàng đầy đủ của ta. Người đàn ông này là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và đã thăm dò bên trong tôi. Tôi thấy những lời nói phát ra từ trái tim tôi và Ngài nói chuyện với tôi mà không cần mở miệng. Tôi cũng không mở miệng, nhưng tôi đã nói chuyện với Ngài qua thần khí trong sự giao tiếp thầm lặng. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều siêu nhiên xảy ra trong thánh chức của tôi là do ân điển của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Không có Ngài sẽ không có chuyện là xảy ra nó sẽ giống như samson bị mất sức mạnh khi thần của đức chúa trời rời khỏi anh ta tôi nhận ra tôi chỉ là bụi bặm và xám xịt trước công việc này tôi cầu nguyện bằng tiếng thiên đàng trong nhà thờ để ma quỷ không hiểu nhưng tôi yêu cầu giải thích bằng ngôn ngữ của tôi tuy nhiên tôi không nói với nhà thờ để ma quỷ không hiểu và bắt đầu làm việc để ngăn chặn lời tiên tri được ứng nghiệm một ngày nọ một thanh niên trong nhà thờ hoang mang với cuộc sống của mình đã nhận được món quà là tiếng lạ tôi nói với anh ấy nếu món quà đó là từ chúa thánh linh thì ngài cũng sẽ cho anh sự giải thích người thanh niên này khi nói các thứ tiếng lạ không nhận được sự giải thích nào về chúng và một giọng nói cất lên ta chỉ giải thích cho những thứ tiếng đó nếu món quà đó đến từ ta nếu món quà đó không phải từ ta thì nó không thể giải thích được người thanh niên này nói với tôi rằng anh ta đã nghe thấy giọng nói đó nói rằng tôi nói với anh ấy rằng chúa thánh linh nói rằng đó không phải là ngài nói nhưng đó là món quà giả khi đó là sự giải thích của chính đức chúa trời thì ân tứ tiếng lạ là chính đáng nhưng lũ quỷ chỉ biết bắt chước ngôn ngữ lạ và không đưa ra lời giải thích vì chúng không biết mình đang nói gì hoặc ý nghĩa của ngôn ngữ đó một ngày nọ Người thanh niên này nói tiếng lạ trong nhà thờ và giải thích mọi điều anh ta đang nói. Tôi đã nghe tất cả cách giải thích của anh ấy và cậu bé này đến gặp tôi nói rằng giờ cậu ấy đã có thể thông dịch được các thứ tiếng của mình, điều đó có nghĩa là món quà mà cậu ấy nhận được lần này là của Chúa Thánh Linh. Tôi đã nói với anh ấy rằng cách giải thích không khớp với những thứ tiếng lạ mà anh ấy đã nói. Tôi biết rất rõ những gì đã được nói bằng tiếng lạ, nhưng cách giải thích là sai ngôn ngữ này vừa được sao chép bởi một con quỷ không biết mình đang nói về cái gì ngôn ngữ đó là một bí ẩn trên trời không được tiết lộ cho bất cứ ai không có chúa thánh linh con quỷ đã sử dụng miệng của mình và cố gắng bắt chước cách nói của điều bí ẩn này nhưng không thể giải thích nó vì nó là một điều bí ẩn cái lưỡi được nói ra một cách bí ẩn mà ma quỷ không biết kinh thánh cũng nằm trong những bí ẩn ma quỷ không ai hiểu mà chỉ những ai có thánh linh mới hiểu được trong Daniel 5 câu 8, bàn tay bí ẩn đã viết trên tường cung điện của vua Belsa. Ông đã gọi các pháp sư, những người phù thủy và những nhà chiêm tinh để giải nghĩa những chữ đó. Không có con quỷ nào có thể giải thích thông qua chúng, bạn biết tại sao không? Những bức thư được viết trong những điều bí ẩn, một điều gì đó được giấu kín mà không ai biết được ngoại trừ một người có chúa thánh linh. Daniel đã có thể giải thích bí ẩn này cho nhà vua. Tương tự như vậy, một ngôn ngữ được nói trong những bí ẩn cũng không ai biết những gì đang được nói và ma quỷ cũng không biết những lời cầu nguyện được nói bằng ngôn ngữ trên trời khiến ma quỷ bối rối chúng không hiểu và khi những lời cầu nguyện bay lên trời dưới dạng những quả bóng dù ma quỷ có thể cầm cự một thời gian chúng cũng không thể giải mã được những chữ nằm trong bí ẩn dưới dạng một cái mã những con quỷ không thể giữ những lời cầu nguyện này lâu trong không khí vì chúng là những kẻ mạnh nhất ma quỷ rất tức giận khi cầu nguyện trong những điều bí ẩn tôi nói với người thanh niên rằng anh ta đã từng bị lừa bởi con quỷ khủng khiếp này tôi đặt tay lên cậu bé đó và đuổi con quỷ đó đi tôi đến thăm một thầy phù thủy ông này nói tất cả các cơ đốc nhân đều coi tôi như kẻ thù của họ tại sao bạn lại đến với tôi tôi là kẻ thù của bạn tôi đã nói với anh ấy cuộc chiến của tôi không phải chống lại xác thịt mà là chống lại quân đoàn dưới địa ngục. Người phù thủy đó bị ma nhập và bắt đầu nói những thứ tiếng lạ lùng bắt trước những gì tôi đã nói trong nhà thờ. Tôi nói, một con quỷ đang sao chép ngôn ngữ tôi đã nói trong nhà thờ, bạn có thể nói tất cả các ngôn ngữ trên trời, nhưng bạn không biết mình đang nói về cái gì. Vì kẻ nào nói bằng thứ lưỡi không rõ, không phải nói với loài người, mà là về Đức Chúa Trời, vì chẳng ai hiểu được mình, trong tinh thần, anh ấy nói ra những điều bí ẩn như thế nào. Một Cô 14, 2 Lời này nói rằng con người nói trong những điều huyền bí thiên liêng và chỉ có Đức Chúa Trời hiểu chứ không ai khác. Ma quỷ không biết anh ta đang nói gì, vì bất cứ ai nói trong điều bí ẩn là nói bằng mật mã tâm linh. Chính từ bí ẩn đã nói rằng họ là những điều ẩn chưa được tiết lộ. Đồ quỷ đang bắt chước mọi lời tôi đã nói trong nhà thờ đêm đó, bây giờ hãy nói cho tôi biết những gì tôi đã nói hãy làm sáng tỏ bí ẩn này không cần nói dối hoặc nói một lời giải thích sai lầm vì tôi biết ý nghĩa của bí ẩn này và tôi đã được ban cho sự mặc khải ẩn của những điều này tôi biết rất rõ thông điệp của bí ẩn này và bạn không biết đừng cố giải thích những gì đức chúa trời đã không tiết lộ cho bạn ma quỷ đã đi ra khỏi cơ thể của thầy phù thủy trong sự tức giận tôi cầu nguyện cho phù thủy đó và trục xuất con quỷ đó và phù thủy ngã xuống đất thiên thần giúp tôi đã đưa linh hồn của anh ấy lên thiên đàng tôi đã thấy khi thiên thần đi anh ấy với tốc độ cao chạm tới những đám mây xem lời chứng của anh sau lời cầu nguyện của mục sư robert tôi rơi xuống đất và nhìn thấy một sinh vật ánh sáng với đôi cánh khổng lồ nắm lấy tay tôi và bay lên trời tôi bước vào một nơi tuyệt vời một thế giới vui vẻ đầy ắp những người mặc đồ trắng. Thiên thần chỉ cho tôi một chiếc đồng hồ thiên thể trên bầu trời đã mất từ một phút đến nửa đêm. Tôi thấy khi con trỏ chạy về phía trước và nó chạm vào nửa đêm và bầu trời rung chuyển. Và trong tầm nhìn, tôi đã được cho thấy tương lai của thế giới. Nhà thờ được đưa đến một thành phố mới hình vuông và tất cả đều được bọc bằng đá quý. Thành phố được bảo vệ này đã được thánh thành bởi những người đó. Không có chúa gieo, không có sự sống mặc dù chúng ta sống trong vùng đất khổ nạn này nhưng chúng ta đã là người thừa kế những điều kỳ diệu của đức chúa trời chẳng bao lâu nữa tất cả điều này sẽ trở thành sự thật những gì chúa dành cho nhà thờ của bạn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bạn chúng ta sẽ có quyền tự do để tận hưởng tất cả vinh quang này chúng tôi là những người được đánh giá cao nhất trên thế giới và chúng tôi sẽ sống trong thành phố mới và chưa ai ở này tôi nhìn thấy người mặc áo trắng và nhà thờ được tôn vinh đứng trước mặt ngài và một nhóm thiên thần với ngài đất israel nhìn thấy người này xuống thế gian và công nhận ngài là vị vua tối cao của họ tôi thấy đất nước israel vui mừng và được gọi là công dân của thiên đàng những người do thái được chọn này tuân theo luật pháp của đấng messi và tất cả họ đều sinh sống trên đất đai màu mỡ và xanh tươi mỗi người đều có một vai trò mới trong lĩnh vực công lý mới này động vật ăn thịt nhưng không ăn thịt nơi đây và en cỏ xanh tươi và những loài hung dữ chúng đã trở nên thuần hóa. Ân điển của Chúa Giêsu đã lấy đi tất cả sự giận dữ và hung dữ của những con vật đó. Chúa Giêsu đã cai trị thiên niên kỷ với hội thánh của Ngài. Ngài đã dẫn dắt vương quốc của Ngài bằng tình yêu thương. Đó là một chính phủ hoàn hảo, công bằng và quản lý hoàn hảo. Ngôi vương của vương quốc Israel thuộc về Chúa Giêsu dòng dõi david là trường sinh bất diệt tôi thấy đồng hồ của chúa đang tiến gần đến không giờ nghĩa là sẽ có một thời gian mới và một thế giới mới khi kim chỉ giờ đến gần một phút cho giờ hiển lộ của con người chúa giê xu đứng dậy khỏi ngai vàng của ngài và nhìn vào nhà thờ và sau đó là đất nước israel điều tôi hiểu là ngài sẽ gặp cô dâu trước và sau đó là một thiên niên kỹ sẽ trị vì israel sau đám cưới của chiên con chúa di đến gặp cô dâu và thiết lập thiên niên kỷ các tầng trời rất sợ hãi và không thể thấy giờ biểu hiện của vương quốc của đấng messi thiên thần phục vụ nhân dân trong suốt thiên niên kỷ trị vì khi điều này xảy ra các hoạt động trên trời sẽ tăng lên trên trái đất và mối liên hệ giữa đất và trời sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thiên niên kỷ chúa giê sẽ bảo vệ israel khỏi sự xâm lược của các dân tộc khác khi satan được giải phóng sau thiên niên kỷ Chúa Giêsu sẽ bảo vệ chiên của Ngài khỏi con sói đó. Linh hồn của tôi trở lại trái đất và khóc vì những điều kỳ diệu mà mắt tôi nhìn thấy và tôi đã cải đạo thành tinh Chúa Giêsu và tôi rời bỏ phép thuật phù thủy và cầu xin mục sư Robert cầu nguyện cho tôi. Tôi Robert sẽ báo cáo những tầm nhìn đầu tiên mà tôi có được. Tôi đang cầu nguyện và tôi thấy một số chiến binh cầm kiếm, họ bị thương, nhưng họ vẫn chiến đấu, tay họ bị rách vì không nhả kiếm. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của những chiến binh này. Chúa Giêsu nói, đây là những mục sư bảo vệ lời ta và chịu sự bắt bớ từ nhiều cơ đốc nhân xác thịt. Nhiều người trong số những người chăn chiên này phải đối mặt với chính những con chiên từ chối lời dạy của họ và vẫn đàn áp những người chăn này, khiến họ đau khổ trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng ta với tư cách là người chăn cừu vĩ đại của Israel đã bị chính những người mà ta đã ban sự cứu rỗi từ chối và bắt bớ. Vì vậy, Ta sẽ ở cùng các bạn, những người chiến đấu cho sự cứu rỗi của từng con chiên và bầy chiên sẽ nhận phần thưởng của nó dưới hình thức những điều đáng thương và các bạn sẽ bị tổn thương và đánh lạc hướng bởi chính bầy mà bạn yêu mến. Cỏ lùng là bằng chứng của tất cả các chức vụ của các mục sư và trong hội thánh của họ chống lại những lời dạy của họ. Họ tụ tập trong các nhà thờ để gây ra một cuộc chiến thuộc linh nội bộ để đưa bầy vào tình trạng mất đoàn kết và chia rẽ. Sau tiết lộ này, một thanh niên đến gặp tôi và nói rằng anh ấy muốn xem siêu nhiên vì anh ấy không tin lời Chúa và gọi đó là chuyện cổ tích. Tôi cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện cùng một lời cầu nguyện như Elise, tôi xin mở mắt cho người thanh niên này. Và một điều gì đó siêu nhiên đã xảy ra, anh ta được mở mang tầm nhìn và nhìn thấy một binh đoàn thiên thần đang tiến vào nhà thờ. Người thanh niên đó đã rất ngạc nhiên và anh ta đã được cải đạo ngay lúc đó hai cách vô 6 giờ 17 phút và Elise cầu nguyện, lạy Chúa, xin hãy mở mắt ra để được thấy. Sau đó, Chúa mở mắt tôi tớ. Ông nhìn và thấy những ngọn đồi đầy ngựa và xe lửa xung quanh Elise. Nếu bạn là một người chỉ đọc kinh thánh và đã trở thành một học giả và chưa có điều gì xảy ra một cách siêu nhiên, tôi muốn nói với bạn rằng đã đến lúc bạn nên trải nghiệm tâm linh của mình, cho dù nói tiếng lạ, nhận một món quà nào đó hay ít nhất là cảm nhận sự hiện diện của chúa thánh linh để chạm vào bạn điều gì đó phải xảy ra đừng chỉ là một học giả bạn muốn trải nghiệm điều siêu nhiên kinh thánh không phải là một cuốn truyện không phải là một cuốn truyện ngụ ngôn để không có chuyện gì xảy ra kinh thánh là có thật và là quyền năng của đức chúa trời tràn ngập cuộc sống của bạn điều siêu nhiên phải xảy ra trong cuộc sống của bạn giống như cách nó đã xảy ra với tôi tham quan một nhà thờ có giải cứu tôi đã đến thăm một nhà thờ có chức vụ giải cứu một chấp sự có quyền lực tâm linh tuyệt vời đã trục xuất ma quỷ ra khỏi cuộc sống của mọi người anh này đến gần tôi và nói tôi đuổi quỷ tôi chữa lành và tôi làm những dấu lạ và tôi vẫn rao giảng sự thánh thiện lời của tôi có giá trị hơn lời của cả hội thánh này tôi nói với anh ta anh làm tất cả những điều này vì đức thánh linh nếu không nhờ ngài anh sẽ là một người vô dụng cho công việc của Đức Chúa Trời. Chấp sự trả lời, anh nghĩ mình là sứ đồ phao lô. Tôi trả lời, tôi không xứng đáng để so sánh với người đàn ông này. Trong Luca 10 câu 19, Chúa ban quyền cho tất cả các môn đồ của Ngài để dẫm lên rắn và bọ cạp. Các nhà thần học cho rằng câu này đang nói về những kẻ có nọc độc đàn áp các tôi tớ của Đức Chúa Trời, so sánh con người với rắn và bọ cạp nhưng tôi nói với bạn rằng cuộc chiến của chúng ta không phải chống lại con người mà là chống lại quân đoàn của địa ngục chúa giê xu sẽ không bao giờ trao quyền cho các thánh đồ của ngài để chà đạp con người tôi đã có một khải tượng với hai lớp quỷ khủng khiếp hoạt động trên trái đất tôi nhìn thấy một bầy rắn quỷ với đầu rắn và da cá sấu những con quỷ này rất sắc sảo và luôn lên kế hoạch trong bí mật họ có tính kiên nhẫn và biết cách chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công Họ báo thù và có tất cả thời gian trên thế giới để thực hiện các chiến lược tội lỗi để lật đổ nhiều người trong đức tin. Họ không bỏ cuộc và đã giăng bẫy giết chết nhiều kẻ tà đạo đã gặt hái được mạng sống của họ. Nhiều người của Đức Chúa Trời giống như bạn đã sa ngã khỏi đức tin vì bạn không biết địa hình thuộc linh mà bạn đang bước vào. Lớp khác tôi thấy là những con quỷ bọ cạp xảo quyệt và ẩn nấp chờ đợi những linh hồn vô tội để kết liễu cuộc đời của họ bằng những cuộc phục kích xuyên qua những kẻ khác máu những con quỷ này phóng ra phi tiêu tấn công trái tim của nhiều cơ đốc nhân không được chuẩn bị. Trái tim của những cơ đốc nhân nhận được những chiếc phi tiêu này chỉ còn lại nọc độc của sự cay đắng, hận thù, mang rợ và phẫn quốc dẫn đến linh hồn của họ bị kết án xuống địa ngục. Sau khi khuyên nhủ người chấp sự đó về sự nguy hiểm, tôi trở về nhà và đi cầu nguyện. Chúa giê -xu đã mang đến cho tôi sự mặc khải qua Cô-rinh-tô thứ hai bốn câu 4. Hai câu 4, Bốn thần của thế gian này đã làm mù tâm trí của những người không tin, kẻo ánh sáng của Phúc Âm vinh hiển của đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ chiếu rọi họ. Tôi nhìn thấy trong linh ảnh hàng triệu bóng ma quỷ đang chạy với tốc độ cao trên trái đất. Họ ở dạng bóng tối đến mức không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Những con quỷ này làm mù quán sự hiểu biết của con người thông qua thần học và giáo phái, không để cho chân lý và quyền năng của Đức Chúa Trời hiển lộ họ làm việc trong dòng kiến thức tôn giáo khác nhau che giấu sự thật. Chúa Giêsu nói, hỡi tôi tớ, đây là những con quỷ trong lời, letter demon, những bóng ma của địa ngục, chúng gây ra sự mù lòa về thiên liêng nhờ sự hiểu biết. Tất cả những ai bám vào luồng gió của giáo lý đều trở nên mù quáng đối với lẽ thật. Sứ đồ Phaolô cũng là một người mù bắt bớ lẽ thật của ta vì tin vào giáo lý mà anh ấy đã học được. Ta đã lấy những chiếc thang thuộc linh ra khỏi mắt anh ấy để anh ấy có thể nhìn thấy lẽ thật của ta, và nhiều người vẫn còn những chiếc thang này cản trở sự hiểu biết thực sự về lời ta. Khi Chúa Giêsu đưa ra điều mặc khải này, tôi thấy đám đông cơ đốc nhân đi lại với vảy che mắt. Những chiếc vảy này trông giống như da cá sấu che mắt mọi cơ đốc nhân. Con đường khó đi nếu họ không được Chúa Thánh Linh hướng dẫn họ đã đánh mất sự cứu rỗi của mình khi tuân theo nhiều hệ tư tưởng thần học lẫn lộn trình bày theo nhiều cách khác nhau đây là những cơn gió của những học thuyết sẽ thổi bạn như những chiếc lá khô từ bờ này sang bờ khác mà không có phương hướng rất khó để một nhà thần học được cứu nếu anh ta là một học giả của các trào lưu thần học khác nhau tôi đã có một tầm nhìn khác về một nhóm chiến binh chiến đấu chống lại quân đoàn quỷ dữ những người đàn ông này đầy vết sẹo là dấu vết của đau đớn và bị ngược đãi. Chúa Giêsu nói, những người mà các ngươi đã thấy trong sự hiện thế này là những người đã phải chịu đựng giáo lý của ta và phải đối mặt với các tin mừng và thần học giả để không làm ô nhiễm sự trong sạch của lời ta. Họ tiến hành một cuộc đấu trí không để tâm trí của tín hữu bị băng hoại bởi những lời dạy này. Những người muốn trưởng thành trong đức tin, hiểu rõ bản thân, biết vũ khí và cả những điểm yếu của mình, trước khi bước vào cuộc chiến thuộc linh. Mục đích là để khắc phục điểm yếu của bạn, cầu nguyện, quan sát và sửa chữa phần yếu kém. Bạn phải biết thế giới tâm linh trong đó sứ đồ Phaolô nói rằng cuộc chiến của chúng ta là chống lại các thực thể vô hình của thế giới tâm linh ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta. Biết thế giới tâm linh và kẻ thù của bóng tối là điều quan trọng. Hãy cảnh giác với những thứ của thế giới này là một phần của vương quốc bóng tối nhiều thứ được lấy cảm hứng từ thế giới linh hồn và đưa vào thế giới của chúng ta vì vậy chúng ta phải loại bỏ những gì satan và ác quỷ của hắn đã mang đến cho hành tinh của chúng ta nhiều thứ đã từng được phát minh trên trái đất làm hỏng đời sống tinh thần của các thánh đồ không phải mọi thứ trên trái đất này chúng ta đều có thể sử dụng và có trong nhà hãy sống trong tâm linh và không giải trí cho những suy nghĩ xác thịt và không rõ ràng về những tiết lộ này khi nói sự thật lúc nói phải rõ ràng không che đậy sự thật và che giấu ý nghĩa sâu xa hơn của lời nói hãy nguyên bản và chân thật trong cách hành động của bạn đừng che giấu con người thật của bạn chúa nhìn thấy tất cả hãy dâng sự yếu đuối của bạn cho đức chúa trời và ngài sẽ nâng bạn dậy hãy chính xác khi bắt tay vào hành động hãy làm theo những gì chúa bảo bạn phải làm hôm nay đừng bao giờ để sang ngày mai có thể đã quá muộn tôi đã nói chuyện với những người đàn ông sống một cuộc sống bề ngoài thánh thiện bởi vẻ bề ngoài họ đã rao giảng lời lẽ thật nhưng khi người ta không nghe lời ông ông rất tức giận tôi đã gặp một mục sư rất nghiêm khắc ông ấy nói rằng ông ấy đã giảng đạo lời cho một thanh niên và ông ấy đã không cải đạo người thanh niên đó đã chết và người chăn cừu đó đến nhà cha mẹ anh ta và nói đó là hình phạt vì anh ấy không muốn con đường cứu rỗi bây giờ anh ta đang ở trong địa ngục Người chăn cừu đó nói với vẻ vui mừng khi biết rằng người thanh niên này đã bị kết án xuống địa ngục. Tôi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy. Tôi buồn, mặt anh ta biến dạng như mặt quỷ. Tôi biết Chúa Giêsu đau buồn như thế nào cho mọi linh hồn bị hư mất. Tôi đã bị bắt đi thăm địa ngục và biết vua của tôi khóc trong đau đớn như thế nào trong hoàn cảnh này. Thật không dễ dàng để ngài chỉ địa ngục và nhìn thấy những linh hồn đang đau khổ bằng cách cảm nhận nỗi đau đó có nhiều người rao giảng lẽ thật, nhưng khi lời nói của họ không được chấp nhận, họ bắt đầu hy vọng rằng người nghe đã từ chối họ sẽ gặp tai họa và bất hạnh. Những cơ đốc nhân này không có ân tứ tình yêu, trái tim của họ đầy phẫn nộ và gian ác và họ sẽ xa vào địa ngục nếu họ không thay đổi trái tim bằng đá đó. Có bao nhiêu người mang theo kinh thánh của họ và đi nhà thờ mỗi ngày, ngợi khen và rao giảng lời. Khi về đến nhà, họ trông giống như những con quỷ nói những lời bẩn thỉu và chiến đấu bên trong nhà của họ. Khi sự thờ phượng kết thúc và họ rời khỏi nhà thờ, hành vi của họ thay đổi, họ gây ra những vụ tai tiếng trong công việc và họ không cư xử như những cơ đốc nhân trong khu phố của họ. Họ chỉ là những người theo đạo, chỉ biết thờ trong chùa đá chứ họ không phải là người thực hành thánh. Họ ca tụng và rao giảng một chúa dêu mà họ không biết, tưởng rằng họ biết chúa nhưng lòng họ bị lừa dối. Phần 10 và dân hiến Tôi có một thông điệp từ Chúa đến những người dân hiến và dân phần 10. Chúa Giêsu nói, ta không nhận lễ vật từ tay những kẻ kiêu ngạo nói rằng, tôi giúp công việc của Đức Chúa Trời, nếu không có tôi thì nhà cầu nguyện bị đóng lại. Nhờ tôi mà có một sư ở trong công việc này. Nếu một sư không nghe theo lời khuyên của tôi, tôi sẽ rời khỏi nhà thờ của anh ấy và công việc sẽ đóng cửa vì anh ấy không có đủ lễ vật để trả các hóa đơn của nhà thờ. Đức Chúa Trời phán với những người đó, ta không cần những của lễ bẩn thỉu của họ. Kìa, cửa ta mở mà chẳng ai đóng. Ngài nói, ta dùng ngay cả những người giàu có để dâng những lễ vật lớn nhất. Ta cảm động lòng họ để dâng một món quà, một số tiền tốt bởi vì ta là Chúa, ta di chuyển trời và đất bởi công việc của ta thiên thần chữa lành. Tôi đến một nhà thờ và có một phụ nữ bị ung thư vú. Tôi nói với thiên thần trợ giúp của mình, hãy giúp tôi giải thoát người phụ nữ này, bạn mạnh mẽ hơn tôi và tôi biết bạn có thể loại bỏ căn bệnh ung thư đó. Tôi đã yêu cầu thiên thần mang bệnh ung thư ra khỏi người phụ nữ đó. Anh ta chỉ thanh kiếm của mình vào ngực cô và tiến hành phẫu thuật. Người phụ nữ này ngã xuống đất và khi đứng dậy thì bị đau ở vú tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã được chữa lành và cô gái này đã đi kiểm tra y tế và các bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư vú của cô ấy đã biến mất cô đến nhà thờ để làm chứng về điều kỳ diệu này những con quỷ chống lại lẽ thật một cơ đốc nhân tên là apoland mà tôi biết đã cầu nguyện xin cho sự cất lên của cô ấy và cô ấy đã ở đó trong hai năm xem lời chứng của chị gái này Tôi đang cầu nguyện thì nhận ra mình đang bay trên không trong khi cơ thể vẫn đứng yên và quỳ trên mặt đất. Tôi thấy những kẻ thống trị thế giới u ám đang tức giận với những nhà thờ rao giảng sự thật. Những mục sư muốn giảng dạy giáo lý và mở hội thánh của họ bằng tình yêu thương, chẳng bao lâu các mục vụ của họ đã bị đóng cửa bởi những con quỷ này. Chúa nói, "Hỡi tôi tớ, rao giảng lẽ thật không dễ và thật khó và anh em phải chuẩn bị tinh thần cho những phiền não của địa ngục." họ đã không chuẩn bị cho những chông gai nên họ không chống cự và không mong đợi ta nâng họ lên cứ sống đời cầu nguyện và hy vọng rồi ta sẽ nâng họ lên tôi thấy một trong những kẻ thống trị bóng tối muốn ngăn chặn chức vụ của mục sư robert và hai thiên thần đã bắt giữ và bất động ông ta thiên thần đã còng tay và chân của con quỷ này và con kia bị xích thân thể khiến anh ta bị mắc kẹt trong địa ngục trong ba ngày một vị tướng từ bóng tối của Ấn Độ đã đi theo mục sư Robert đến nhà của ông. Anh ta đã đi nhiều ngày để tìm anh ta vì anh ta đã thu được nhiều linh hồn trong lãnh thổ của mình. Anh ta rất tức giận và mang theo một ngọn giáo lớn trên tay. Con quỷ này muốn giết anh Robert và khi nó bước vào nhà của Robert, nó đã tìm thấy thiên thần hộ mệnh của anh. Thiên thần chỉ thanh gương của mình vào con quỷ đó và nói, "Đừng chạm vào người được sức dầu của Đức Chúa Trời." khi ông thốt ra những lời này ba thiên thần hùng mạnh đã xuống xích vị tướng vĩ đại và đưa ông đến ấn độ con quỷ này đã bị mắc kẹt dưới đáy sâu của sông ghen như trong ba ngày tôi thấy nhiều thiên thần tham chiến bắt một số ác quỷ cấp cao muốn đóng cửa các nhà thờ mà chúa thánh linh đã mở ra những con quỷ dữ tợn này đã bị bắt giữ trong một thời gian nhất định để ngăn chúng ngăn cản sự phát triển của công việc đức chúa trời một giọng nói từ thiên đường vang lên những con quỷ đang rất tức giận bởi vì đây là vụ mùa cuối cùng của sự cứu rỗi, vụ mùa đang chín mùi và sự căng thẳng và tuyệt vọng của chúng ngày càng tăng. Chúng muốn đưa số lượng lớn nhất các linh hồn xuống địa ngục vì ngày chúng bị trừng phạt nơi địa ngục đang đến gần. Tôi nhìn thấy một con quỷ gần nhà Robert và buộc tội thiên thần của anh ta đã bảo vệ anh ta một cách bất hợp pháp. Thiên sứ lấy một cuốn sách chỉ ra tên của Robert và nói, Chúa đã xưng công bình cho đầy tớ này, nợ của anh ta đã trả bằng huyết của con chiên, tội lỗi của anh ta không còn nhớ nữa và bị ném vào biển của sự lãng quên, anh ta sống a à cuộc sống tách biệt với thế gian, không có sự kết án đối với bất cứ ai ở trong chúa gieo. Quỷ gây ra tai nạn. Sau lời kể của chị này, một tuần sau tôi được mời đến giảng trong nhà thờ. Người sáng lập nhà thờ đã cử một trong những công nhân của mình đến đón tôi bằng ô tô. Người công nhân đến chở tôi nhưng xe của anh ta bị hỏng máy khi đến nơi. Xe của anh ta bị mất thắng khi đang lao dốc. Tôi nhìn vào bàn đạp thắng và thấy một con quỷ trong hình dạng của một con nhện dài 6 in. Chính con quỷ này đã lấy thắng xe. Tôi chỉ tay về phía con nhện đó và cầu nguyện nó bị tiêu diệt cho đến khi nó biến thành một làn khói đen. Chiếc xe có nguy cơ rơi khỏi vách núi nhưng tôi đã thấy một bàn tay trắng kéo xe lên người lái xe kinh hãi khi không nhìn thấy con người màu trắng đang dừng trước xe và đôi cánh của anh ta che kín trước nhưng phía trước con đường có một vách đá nếu thiên thần không dừng xe chúng tôi đã rơi từ một độ cao rất lớn thiên thần giải cứu đã giải cứu chúng tôi ra khỏi cái chết và biến mất những ai phục vụ chúa và sống trong sự thánh khiết ma quỷ có thể cố giết người nhưng nó không thể cuộc sống của chúng ta nằm trong tay của Đức Chúa Trời tối cao và chúng ta sẽ chỉ chết nếu Ngài muốn chúng ta rời khỏi trái đất. Ma quỷ không thể chạm vào cuộc đời của vị thánh người làm công việc này. Và anh ta không thể ngăn cản sứ mệnh của Chúa. Anh ta đã cố gắng ngăn cản tôi, nhưng không thể ngăn tôi rao giảng trong nhà thờ ngày hôm đó. Sau sự giải cứu này, Chúa Giêsu đã cho tôi thấy trong khải tượng nhiều vụ tai nạn xe hơi do ma quỷ gây ra tôi đã có hình dung về một cậu bé đến từ một bữa tiệc anh ta bị một con quỷ nhập vào người khiến anh ta bị rối loạn tinh thần trong khi hai tay của anh ta đang cầm vô lăng anh ta quên cách lái xe và chiếc xe đã đâm vào khiến anh ta tử vong tôi nhìn thấy trong một tầm nhìn khác một cô gái đang lái xe của mình cô ấy đang đi làm những con quỷ muốn lấy đi linh hồn của cô Họ đã khống chế một tài xế xe tải và khiến anh ta lao thẳng vào xe tải của cô gái, giết chết cô. Những con quỷ đã làm điều này để lấy đi linh hồn của cô gái đó. Chúa giê xuất phán, những ai không phải là ta dễ trở thành mồi ngon cho ma quỷ. Những kẻ này không muốn từ bỏ đường lối xấu xa của mình, họ không muốn làm dâu ta, đó là lý do tại sao cái chết đang gặt hái mạng sống của họ. Nhưng đầy tớ ta, Ta đã cứu họ và giải thoát như ta đã làm với bạn khi bạn bước vào chiếc xe đó. Một loại quỷ mới nhập vào những cơ đốc nhân. Sau cơn sợ hãi, một người lái xe khác đã đưa tôi đến nhà thờ của anh ấy. Mục sư là một người đã gọi tôi đến để giảng. Khi tôi giảng xong, tôi cầu nguyện. Tôi thấy rằng những con quỷ đang chống cự không muốn hiển lộ không có gì xảy ra và ông mục sư nhà thờ đó nghĩ rằng mọi người được tự do vì không có ma quỷ biểu hiện mục sư nghĩ không có gì sai cả tôi nhận ra rằng sáu người đã bị quỷ nhập và những con quỷ không muốn hiện hình tôi chỉ tay về phía những người đó ra lệnh cho quỷ hiện thân sáu người này rơi vào trạng thái xuất quỷ nhập thần và những con quỷ nói rằng họ sẽ không rời khỏi những cơ thể đó một trong những con quỷ nói rằng nó có quyền sống trong những cơ đốc nhân này vì tội lỗi họ không muốn rời đi và với một khó khăn lớn tôi đã trục xuất những con quỷ đó vị mục sư đã rất ngạc nhiên khi thấy sáu công nhân của mình đang rao giảng trên bàn thờ bục giảng bị quỷ nhập những con quỷ bị đuổi này mạnh hơn những con quỷ mà tôi quen đuổi đi lớp ma quỷ mới đang xuất hiện này đang chuyển từ sở hữu những người không tin kính sang chiếm hữu những cơ đốc nhân sống trong tội lỗi nếu là hai năm trước, tôi sẽ không thể đuổi được lũ quỷ đó. Một con quỷ đã ẩn náu suốt 30 năm trong cơ thể của một phụ nữ 53 tuổi. Cô ấy là một cơ đốc nhân của một nhà thờ ngũ tuần và là lãnh đạo của một nhóm thờ phượng. Cô ấy đã rao giảng và dùng bữa tối linh thiêng. Một ngày cô ấy đến thăm tôi và con quỷ ẩn bên trong cô ấy không muốn hiện ra vì mục đích của hắn là ở lại cuộc đời của người phụ nữ này cho đến khi cô ấy chết và đưa linh hồn cô ấy xuống địa ngục. Khi cô ấy chết, con quỷ đó sẽ rời khỏi cơ thể cô ấy, nhưng với linh hồn của cô ấy trong tay nó. Bởi vì nó không biểu hiện vì người phụ nữ này nghĩ rằng cô ấy có sự cứu rỗi và rằng cô ấy đã được sử dụng bởi Chúa Thánh Linh cho đến khi tôi đối mặt với con quỷ đó và buộc nó phải từ bỏ cuộc sống của cô. Con quỷ nói, tôi đã sống trong ngôi nhà này 30 năm và tôi sẽ không rời đi lần này trước khi cô ấy chết. Con quỷ dữ tợn này buộc phải rút lui và người phụ nữ rất ngạc nhiên, vì cô ấy chưa bao giờ bị quỷ nhập. Tôi nói với cô ấy, cô không bao giờ được cứu, vì cô không phải là nơi ở của Chúa Thánh Linh. Cô phải thoát khỏi con quỷ này để được cứu. Bây giờ nhà cô đã tự do, hãy chăm sóc thân thể mình để bảy con quỷ khác không đến quay lại làm chỗ ở, hãy tự thánh hóa thân thể mình để điều đó không xảy ra. Tôi thổi hơi vào cô ấy và nói, lạy Chúa Thánh Linh, ngôi nhà là của con và đột nhiên người phụ nữ chưa bao giờ nói tiếng lạ đó bắt đầu nói và sự vinh hiển của đức chúa trời ngự xuống trong đời sống của cô cô nhận được ân tứ nói tiên tri và nói những điều bí ẩn trong nhà thờ tôi về nhà và nghĩ về lớp quỷ mới được thoát ra từ địa ngục cơ đốc nhân thực sự ngày nay rất ít và những người chuẩn bị đối đầu với loại ma quỷ mới này là rất ít quyền hành tinh thần không dành cho tất cả mọi người ngày nay Chúng ta thấy nhiều cơ đốc nhân đuổi quỷ mà không chuẩn bị về mặt thuộc linh. Những điều thuộc linh không được coi là đương nhiên. Là một cơ đốc nhân và bạn đã nghĩ rằng bạn có thể có quyền năng thuộc linh để đối đầu với ma quỷ là một sai lầm. Bạn cần rất nhiều mối tương giao với Đức Chúa Trời và sống trong sự thánh khiết. Tôi đã được mời đến một nhà thờ khác. Lần này tôi dẫn công nhân Benzer đi cùng chúng tôi đến nhà thờ của một mục sư khác chỉ để cầu nguyện cho sự giải thoát chứ không phải để thuyết giáo người rao giảng trong hội thánh là người làm việc của người chăn chiên người công nhân này đã rao giảng lời mặc dù anh ta bị quỷ ám tôi đã thấy cách một con quỷ ám anh ta vào lúc anh ta rao giảng ma quỷ ở trong người anh ta biết cách rao giảng và thông điệp của anh ta đã tác động đến hội thánh khiến tín hữu trong hội thánh cảm thấy như được sức dầu lời rao giảng của ông là sai và nó không phải là giáo lý mục sư tin rằng người lao động của mình được tự do nhưng khi ông ấy giảng xong tôi đã khóc rất to trong nhà thờ đêm đó con quỷ trong người anh này là một phần của lớp người mới đang hành động trên trái đất loại quỷ này là những kẻ thích trú ngụ trong các cơ đốc nhân tôi đã đối đầu với con quỷ này cho đến khi hắn hiện thân và tôi trục xuất hắn mục sư không tin rằng người làm công của ông người lao công chính của nhà thờ ông, bị ốm sau khi rao giảng vào cùng đêm này. Những cơ đốc nhân khác đã ngã xuống với tiếng kêu. Người thợ của tôi tên là Benzer sống một cuộc sống thánh thiện và quen với việc đuổi quỷ. Lần này anh không thể đuổi con quỷ bởi vì con quỷ mạnh hơn và có khả năng kháng cự cao hơn. Chúa giê -xu tiết lộ cho tôi biết rằng hạng quỷ này thật khủng khiếp và cần phải trưởng thành về mặt tâm linh để đối đầu với chúng. Chúa giê -xu cho biết Ngài vẫn sẽ ban quyền hành thuộc linh cho một số người để làm việc với sự giải cứu ở cấp độ cao đó. Quyền hành này là một công cụ tinh thần rất mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời ban cho người mà Ngài tin cậy. Làm việc với kiểu giải phóng không dành cho riêng ai. Lớp quỷ mới này đang hoạt động ngay giữa nhà thờ. Ai không sống đời sống cầu nguyện sẽ không có cơ hội chống lại lũ quỷ này. Một mục sư đã cố gắng đánh đuổi một quân đoàn quỷ khỏi ba thành viên trong nhà thờ của mình. Ba ác quỷ đã phá vỡ những chiếc ghế cùng với chiếc loa của nhà thờ. Mục sư cũng bị hành hung. Anh ta nghĩ rằng anh ta có quyền lực tâm linh rất lớn. Mục sư này đang rao giảng về sự thánh thiện thì ma quỷ xuất hiện trong ba thành viên nhà thờ và bắt đầu phá vỡ mọi thứ trong nhà thờ. Mục sư này đã rao giảng lễ thật nhưng không cầu nguyện và do đó không nhận được sự sức dầu giải cứu những con quỷ đã tấn công mục sư này ghép ông vì đã giảng chân lý chức vụ của ông đã bị tai tiếng và ông đã đóng cửa nhà thờ của mình vì cảm thấy xấu hổ nhưng những tiên tri giả xua đuổi ma quỷ thì không hổ thẹn về họ vì ma quỷ tán thành những việc làm xấu xa của những người này các tiên tri giả không có sự sức giàu để giải cứu và đuổi quỷ họ không giải cứu được bất cứ ai các bạn chưa được đức chúa trời sức dầu cho cuộc chiến thuộc linh này trước khi đặt tay lên đầu một ác quỷ trước hết hãy cầu nguyện với đức chúa trời và cầu xin quyền năng thuộc linh chỉ làm điều này khi bạn chắc chắn rằng bạn đã nhận được sự sức dầu này ma quỷ của thời kỳ cuối cùng mạnh hơn người xưa và điều này đòi hỏi nhiều sự sức dầu trong cuộc đời của thánh nhân một công nhân trẻ đang đuổi một con quỷ khỏi một người phụ nữ con quỷ đó đã rời khỏi cơ thể của người phụ nữ và nhập vào người đàn ông trẻ tuổi đó kể từ khi anh ta tìm thấy một khai mở tâm linh trong cuộc đời mình chàng trai trẻ rơi vào trạng thái bị ma nhập và suýt chết vì tim đập loạn xạ đến mức trụy tim hôm đó tôi đã đến thăm nhà thờ này mục sư tuyệt vọng không biết phải làm gì với người thanh niên gần như sắp chết tôi đứng dậy khỏi băng ghế nơi tôi đang ngồi và xin phép mục sư tôi đã đối mặt với con quỷ đang muốn lấy đi linh hồn đó khi tôi trục xuất con quỷ trái tim của chàng trai trẻ đó đã được bình thường hóa con quỷ ám cậu bé đó mạnh như một quân đoàn tôi đã nghĩ rằng tôi đang đối đầu với một quân đoàn nhưng thực tế đó là một con quỷ rất hung bạo anh ta có một móng vuốt bóp chặt trái tim cậu bé khi tôi trục xuất con quỷ đó mục sư của nhà thờ không biết tôi vì tôi không được nhiều người biết đến ông nói rằng ông rao giảng lời nhưng phụ nữ không nghe Chúa Giêsu đã tiết lộ cho tôi biết rằng phụ nữ không thể tự giải thoát khỏi sự hư không của mình bởi vì họ bị ám bởi những linh hồn ma quỷ trú ngụ trong các vật phẩm hư không. Miễn là ma quỷ còn trú ngụ trong cơ thể của họ, những người phụ nữ này sẽ không chừa bỏ tội lỗi của họ. Các quỷ trong cuộc sống của họ bịt chặt tai để họ không nghe thấy lời. Có vẻ như mục sư đã nói lời rất khó khăn trước một số phản kháng thuộc linh những người phụ nữ này không hiểu lời vì họ đã nhắm mắt và mắt bị mù. Trái tim của họ đã bị đóng lại nên hạt giống của tin mừng không thể nảy mầm. Những lời của mục sư không được hiểu. Tôi đã cầu nguyện và những con quỷ của 11 người phụ nữ đã bị trục xuất. Những con quỷ này đã giữ họ không rời khỏi sự hư không của họ. Bây giờ họ đã được tự do, họ được tự do bước đi trong sự thánh thiện tôi đang cầu nguyện và tôi đã có hình ảnh về một con người hùng vĩ nơi thân thể ngài một ánh sáng lớn chiếu ra và khuôn mặt ngài sáng ngời như ánh sáng từ ngài tuôn ra một sự sức dầu thánh khiết hùng tráng cơ thể tôi muốn ngất đi và run rẩy rất nhiều vì ánh sáng của người đàn ông đó tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của ngài một giọng nói nói với tôi đây là chúa thánh linh trong tầm nhìn tôi nhìn thấy ba nhà thờ cùng một giáo phái còn tiếp